Bệnh thận đa nang là một bệnh mà có tính di truyền cao. Thì hiện giờ chưa có thuốc hay cũng như phương án điều trị dứt điểm và đặc hiệu cho những cái bệnh lý như thế này. Việc của bạn là cần thăm khám ở chuyên khoa sâu, để từ đấy các bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn thêm cho bạn về cái việc điều trị triệu chứng khi mà mắc phải cái bệnh lý như thế này. Và khi mắc phải bệnh lý như này thì bạn cần phải chú ý cho mình cái vấn đề về cân nặng và vấn đề về huyết áp. Khi kiểm soát tốt được những cái vấn đề đấy thì cái bệnh thận đa nang, cái sự tiến triển nó sẽ, mình sẽ kìm hãm được cái sự tiến triển của nang thận. Và bệnh thận đa nang thì thường là không mổ, trừ trường hợp những cái thận đa nang mà có nang quá to, dễ gây chảy máu hay là gây chèn ép, gây đau thì các bác sĩ chuyên khoa mới có chỉ định can thiệp để điều trị cho bạn hết đau và cầm máu.